Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Hội người cao tuổi Việt Nam quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ khuyến cáo phụ huynh cảnh giác các thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cây cầu chỉ có chiều dài 30m nhưng hơn 11 tháng vẫn chưa hoàn thành. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Hội người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023. Tại hội nghị, các cán bộ, cốt cán và người cao tuổi tại các điểm cầu trên cả nước đều thông tin nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, hội nghị được Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thông tin các nội dung liên quan đến tình hình người cao tuổi trên thế giới và những vấn đề về người cao tuổi tại Việt Nam. Trong đó có các nội dung về người cao tuổi được xác định tại nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với đó là những định hướng chính sách quan trọng nhằm hỗ trợ tạo điều kiện để người cao tuổi tăng khả năng tiếp cận tới các dịch vụ y tế. Hội người cao tuổi Việt Nam hiện có gần 10 triệu hội viên, trên 90% người cao tuổi, tham gia sinh hoạt ở hơn 171.000 tổ hội, hơn 88.000 chi hội, 10.600 hội cơ sở thuộc 705 tổ chức hội cấp huyện, 63 tổ chức hội cấp tỉnh. Việc nắm vững các chính sách cũng như các định hướng của Đảng, Nhà nước sẽ giúp người cao tuổi nước ta phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Cũng trong sáng nay, tại thành phố Cần Thơ, Hội Tennis ngành trang trí nội thất miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên phối hợp cùng câu lạc bộ trang trí nội thất thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai mạc giải tennis ngành trang trí nội thất miền Trung Nam Bộ và Tây Nguyên lần thứ 14 năm 2023. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự. Gần 400 vận động viên của 29 đoàn đến từ các tỉnh thành trong cả nước tranh tài ở 8 nội dung thi đấu theo thể thức play-off, bao gồm giải 1250 đôi nam nhánh kết nối, giải 1250 đôi nam nhánh bền vững, giải 1250 đôi nam nữ, giải 1270 đôi nam trên 55 tuổi, giải 1300 đôi nam nhánh kết nối, giải 1300 đôi nam nhánh bền vững, giải đôi nam 1370 và giải đôi nam lãnh đạo với 16 vận động viên. Các trận đấu diễn ra tại cụm 8 sân ở công viên Sông Hậu, cụm 2 sân ở khách sạn Mường Thanh và cụm 2 sân ở số 2 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Với tiêu chí đoàn kết, thân ái, học hỏi lẫn nhau trong ngôi nhà chung của cộng đồng ngành trang trí nội thất, nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh, khuyến khích tinh thần thể thao, giúp các thành viên trong hội nâng cao sức khỏe. Tổng giải thưởng trên 150 triệu đồng và 72 chiếc cúp được trao cho các vận động viên. Thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xảy ra tình trạng các đối tượng mạo danh giáo viên, nhân viên y tế, lợi dụng mạng viễn thông để gọi điện và nhắn tin cho người thân, phụ huynh học sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi, như tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế nơi học sinh đang theo học, để gọi điện thông báo cho phụ huynh về việc con bị té ngã khi hoạt động thể dục hay là con bị tai nạn nhập viện nên cần tiền để mổ gấp. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh hết sức cảnh giác với hành vi lừa đảo này. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phổ biến cho phụ huynh và học sinh sinh viên biết về hình thức lừa đảo nêu trên và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, internet và mạng xã hội như cho vay tiền nhanh qua ứng dụng trên điện thoại di động, sang giao dịch tiền ảo, bán hàng đa cấp, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo nhân dân. Trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc nhắn tin từ số máy lạ có liên quan đến các hành vi lừa đảo trên, cần bình tĩnh, không chuyển tiền bằng bất cứ hình thức nào. Đồng thời liên hệ ngay nhà trường để xác minh và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Các cơ quan đơn vị ngành giáo dục cần rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn thông tin của công chức, viên chức, người lao động, học viên, học sinh, tăng cường công tác phối hợp thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp.
Thông báo số điện thoại đường dây nóng của nhà trường và trung tâm đến gia đình học sinh, học viên biết để kịp thời hỗ trợ. Sáng ngày 18 tháng 3, tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều, công ty Honda Việt Nam tổ chức sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1, lớp 2 và đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh năm học 2022-2023 tại thành phố Cần Thơ. Chương trình tại thành phố Cần Thơ có sự hiện diện của ông Phạm Việt Công, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, và ông Botofumi Marutani, Phó Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam, cùng đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí. Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường tiểu học Ngô Quyền đại diện cho các em học sinh lớp 1 và lớp 2 toàn thành phố Cần Thơ nhận hơn 36.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo an toàn giao thông giàu tính nhân văn, thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai tới hơn 1.200 em học sinh và đặc biệt tới gần 400 phụ huynh, tập trung vào các nội dung chính như hướng dẫn các bước đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi trên xe máy, xe đạp an toàn cho các em học sinh, hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho các bậc phụ huynh, tăng cường các hoạt động tương tác giữa phụ huynh và học sinh như thực hành ngồi trên xe máy an toàn, thi vẽ và trang trí mũ bảo hiểm, vân vân, cùng các hoạt động hấp dẫn và thiết thực khác như kiểm tra xe và thay dầu miễn phí, tặng voucher thay dầu, vân vân. Sau khi tham gia chương trình, con học được là phải đội nón bảo hiểm đúng cách và ngồi sau lưng phải ôm cha mẹ. Các bậc phụ huynh ý thức hơn nữa việc đảm bảo an toàn giao thông cho các bé, nhất là khi lưu thông an toàn trên đường để các bé đến trường an toàn. Quý vị thân mến, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng vừa phối hợp với Thư viện thành phố Cần Thơ thực hiện mô hình tủ sách thanh niên lấy chủ đề e-book cho bạn cho tôi tại các cơ sở đoàn trực thuộc khối. Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, tôn vinh những giá trị sách cũng như là đẩy mạnh phong trào đọc sách trong công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên. Mô hình tủ sách thanh niên, chủ đề e-book cho bạn cho tôi, giai đoạn 2023-2026 được ra mắt đầu tiên tại 3 đơn vị, đó là văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trường cao đẳng du lịch Cần Thơ và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. Với vốn sách ban đầu dự kiến số lượng là 200 quyển một tủ sách, cùng với các cơ sở dữ liệu, sản phẩm dịch vụ thông tin trên cổng thông tin điện tử của Thư viện thành phố. Mô hình tủ sách thanh niên e-book cho bạn cho tôi năm nay thì được Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố phối hợp với thư viện của thành phố triển khai, với mục đích là đầu tiên thì sẽ cố gắng để xây dựng cho đoàn viên thanh niên một cái gọi là thói quen đọc sách và cũng như là sách in cũng như là e-book. Về phương thức phục vụ thì mô hình tủ sách thanh niên của mỗi đơn vị mình sẽ cho đoàn viên thanh niên được có một cái không gian để cho các bạn ngồi đọc sách. Rồi sẽ có những cái mã QR để cho các bạn có thể quét mã để tra cứu những cái tài liệu liên quan cũng như là thông tin về cơ sở dữ liệu của thư viện trên cổng thông tin của thư viện thành phố. Hôm nay là mô hình tủ sách thanh niên được ra mắt tại nơi mình công tác, là mình cảm thấy rất là tiện lợi. Vì thay vì bình thường phải ra thư viện, nhà sách để tìm kiếm những quyển sách mình muốn đọc thì ngay tại nơi làm việc có một thư viện tủ sách riêng thì cảm thấy rất là tiện lợi và làm cho các bạn đồng viên có động lực để đọc sách nhiều hơn, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hơn, bổ ích hơn. Hôm nay tôi đến tham dự lễ ra mắt tủ sách thanh niên thì tôi thấy có một cái điểm mới, đó là sử dụng e-book để đọc sách. Thì tôi thấy là nó rất là hay và tiện lợi. Trong đó thì chúng ta có thể quét mã QR code để truy cập dữ liệu sách e-book, là giúp chúng ta có thể thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn và cho thanh niên có thể đọc sách mỗi lúc mỗi nơi. Và nó thích hợp với lại cái công nghệ chuyển đổi số thời đại mới. Trong cái phong trào hiện giờ là mình đang thực hiện về chuyển đổi số, đặc biệt là trong chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Thì đối với việc mà chúng ta gắn với cái tủ sách thanh niên, đối với những cái mã QR cũng như là những cái sách được số hóa thì sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận nhiều hơn đối với nguồn sách cũng như là tạo thói quen, nâng cao văn hóa đọc cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là của đoàn viên thanh niên trong khối.
với hình thức tổ chức sáng tạo và nguồn nội dung thông tin đa dạng, gắn với đặc thù của từng cơ quan đơn vị. Mô hình tủ sách thanh niên không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, phát triển văn hóa đọc cho đoàn viên thanh niên, khối cơ quan dân chính đảng nói riêng, mà còn có nhiều tiềm năng phát triển, lan tỏa hơn đến đoàn viên, thanh thiếu nhi, toàn thành phố nói chung. Thông tin giá cả một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Thưa quý vị, sau một thời gian tăng lên mức khá cao, thì giá cá tra giống tại nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm trở lại. Theo đó, giá cá tra giống đã giảm khoảng 10.000 đồng một ký so với cách này hơn tuần. Hiện giá cá tra giống loại 30-35 con một ký được bán ra với giá từ 35.000 đồng đến 38.000 đồng một ký, trong khi trước đây lên đến 45.000 đến 48.000 đồng một ký. Giá cá tra giống giảm là do nhu cầu mua cá giống phục vụ thả nuôi giảm so với trước, nhất là khi giá cá tra nguyên liệu xuất khẩu tại nhiều nơi đã giảm khoảng 1.000 đồng một ký so với trước, xuống ở mức khoảng 30.000 đồng một ký. Còn đối với trái nhãn thì so với cách này khoảng 1 tháng, giá nhiều loại nhãn tại đồng bằng sông Cửu Long như là nhãn tiêu da bò hay là nhãn y đo, nhãn xuồng cơm vàng đã tăng từ 2.000 đồng cho đến 7.000 đồng một ký và đang ở mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Hiện nhãn tiêu da bò được thương lái thu mua ở mức 15.000 đồng đến 18.000 đồng một ký, nhãn y đo ở mức 25.000 đồng đến 28.000 đồng một ký, nhãn xuồng cơm vàng ở mức 40.000 đồng đến 45.000 đồng một ký. Giá trái nhãn tăng do nhu cầu nhãn xuất khẩu tăng và nguồn cung hạn chế, vì thời điểm này lượng nhãn tới lứa thu hoạch không nhiều, một số loại nhãn bước vào nghịch vụ. Thành phố Cần Thơ hiện có 5 tuyến quốc lộ đi qua, đó là quốc lộ 1A, 91, 91B, 61C và quốc lộ 80. Tuy nhiên hiện nay chỉ có quốc lộ 1A, 91 và 80 là được lắp đèn chiếu sáng. Với 2 tuyến quốc lộ còn lại do không có đèn chiếu sáng nên việc đi lại khó khăn và tai nạn giao thông cũng xảy ra thường xuyên hơn. Một buổi tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 61C của cảnh sát giao thông trạm Ba Láng. Do đường không có đèn chiếu sáng về đêm nên việc tuần tra kiểm soát của ngành chức năng gặp nhiều khó khăn và khi kiểm tra phải pha đèn xe như thế này. Đây lại là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang nên phương tiện tham gia giao thông rất đông. Ban đêm đường không đèn nên việc đi lại không an toàn và không đảm bảo an ninh trật tự. Theo người dân địa phương, trên tuyến đường này thường xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm mà nguyên nhân là do đường không có đèn chiếu sáng. Quốc lộ 61C thì hiện nay thì là dọc tuyến đường là chưa có gắn cái đèn hệ thống đèn chiếu sáng trên đường, thì chính từ đó mà cái công tác cái tuần tra kiểm soát cũng gặp khó khăn. Trạm cũng là đề nghị chỗ là ban an toàn giao thông, sở giao thông vận tải là sớm lắp cái hệ thống đèn chiếu sáng dọc bên đường. Quốc lộ 61C nói chung là không có đèn, thành ra vấn đề an toàn giao thông rất trở ngại luôn, chạy rất nguy hiểm. Thành phố Cần Thơ có 5 tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải quản lý là quốc lộ 1A, 91, 80, 61C và quốc lộ 91B. Trong số này có 3 tuyến được lắp đèn chiếu sáng, còn lại quốc lộ 91B, 61C đang chờ lắp đèn từ nhiều năm nhưng chưa thực hiện. Do 2 tuyến quốc lộ là đường huyết mạch vào thành phố mà không đèn chiếu sáng về đêm nên không đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Nên từ đầu năm 2023, Ban an toàn giao thông thành phố đã triển khai công trình lắp đèn chiếu sáng quốc lộ. Trước mắt thực hiện trên quốc lộ 91B với kinh phí trên 18 tỷ đồng. Đến nay công trình này đã thực hiện trên 40% tiến độ và sẽ thắp sáng toàn tuyến từ cầu Bà Bộ đến ngã tư quốc lộ 91 dưới quốc lộ 91B, đoạn thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn vào dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Về cái quy mô thì trên tuyến hiện giờ là đơn vị thi công sẽ lắp đặt 415 trụ đèn chiếu sáng trên vỉa hè, chiều cao lắp đèn là 12m với cái đèn là đèn LED 150W. Còn hiện tại cái nút giao lớn là với đường giữa đường quốc lộ 91B và đường tỉnh 922 thì sẽ lắp là 2 trụ đèn pha 20m, trên mỗi trụ sẽ lắp là 6 đèn. 6 đèn pha công suất mỗi đèn là 300W. Về cái đảm bảo an toàn giao thông, nếu có đèn chiếu sáng rồi về cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn này nó cũng đã đảm bảo là được tốt hơn.
Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương là bố trí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng để giúp cho người dân lưu thông được an toàn hơn. Khắc phục được tình trạng không đèn chiếu sáng trên quốc lộ, không những góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, tạo điều kiện giao thông đi lại thuận lợi, mà còn đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị, đây là hình ảnh cây cầu Ngã Bá có chiều dài chỉ hơn 30 mét, nhưng sau 11 tháng thi công mà công trình này vẫn chưa hoàn thành. Và theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì hiện nay công trình vẫn còn dang dở và đã vắng lặng phương tiện thi công đã rất lâu rồi. Những ngày qua, người dân khu dự 6, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng bức xúc vì cây cầu Ngã Bá thi công dở dang đã làm cho việc giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tất cả những người ta làm nông ở trong này, người ta trồng trọt, nhà nông, người ta mua bán rau cải đi qua cây cầu về, té biết bao nhiêu người té rồi, tai nạn xảy ra không biết bao nhiêu rồi. Cầu cũ đã dỡ bỏ, cầu mới xây chưa hoàn thiện, trong khi cầu tạm nhỏ hẹp, người dân đi lại rất khó khăn, thường bị ách tắc nguy hiểm, đặc biệt là các em học sinh. Khi nước gồng là cầu rất là rung, cái nhất cái hai là thời gian vừa qua rồi dán là một cái dân đinh nó lồi lên. Có nhiều phương tiện đi qua lại là vẫn bị lũng bánh xe, rất nhiều người bị lũng bánh xe. Cái thứ nhất trở ngại là khi người ta đưa con người ta đi học, cái thứ nhì là những công nhân viên chức đi làm thì lũng bánh xe rất là trở ngại trong giờ giấc như vậy đó. Nhờ mấy hộ đây nè, người dán gãy chỗ nào mấy ông giá cho nấy đó, chứ không giá là cũng là gối. Cầu Ngã Bá thuộc dự án nâng cấp mở rộng tuyến lộ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do phòng quản lý đô thị quận Cái Răng làm chủ đầu tư. Thời gian hoàn thành là ngày 14 tháng 9 năm 2022 và đã gia hạn lần thứ 3. Nhưng đến nay, khu vực này vẫn không thấy phương tiện thi công gì. Mọi sự vẫn ngưng trệ và hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ được thi công. Quý vị và các bạn thân mến, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đang thi công, đặc biệt là quan tâm chính sách bồi hoàn tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Thời gian qua, được lãnh đạo quận Ninh Kiều quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng các công trình dự án thì vẫn còn nhiều vướng mắc. Kiểm tra khu tái định cư Ninh Kiều có diện tích 9,17 ha với khoảng 519 nền tái định cư, vốn đầu tư công trung hạn, được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2020, chia thành hai gói thầu gồm xây dựng hạ tầng, đường, điện, cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cáp quang và phân lô, vân vân. Đến nay, khối lượng thi công công trình đạt trên 50% tiến độ. Dự án sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vẫn còn vướng mắc. Trong cái khu dân cư này, thì bây giờ còn vướng tổng cộng là 158 hộ là chưa thống nhất bằng giao mặt bằng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng là 40 hộ là có nhà trên đất và hiện đang sinh sống. Qua xác minh, thì những trường hợp mà xây dựng, cố tình đấu phó quy hoạch thì thực hiện cưỡng chế theo quy định. Còn những trường hợp mà người dân có nhu cầu ở thật sự, không đối phó quy hoạch thì quận ban quản lý dự án đang xem xét. Thứ nhất là chính sách bồi thường về nhà và kiến trúc. Thứ hai đó là chính sách xét bán nền tái định cư. Đối với công trình trường trung học cơ sở An Bình được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2022, dự kiến hoàn thành sau 2 năm trên diện tích 2.188 m², kết cấu 4 tầng, mái lợp tôn với 4 khối nhà chính gồm phòng học, phòng chức năng, nhà thi đấu đa năng, nhà xe cùng các công trình phụ khác. Tổng kinh phí đầu tư 79 tỷ đồng. Hơn một năm thi công, đến nay công trình đạt 38% tiến độ. Do cái công trình này đang thi công trong khu song song với cái dự án hạ tầng cơ sở, cho nên là thời gian đầu thì bắt đầu thi công thì bị vướng về cái phối hợp những cái đường vận chuyển vào tập kết thứ tư đối với cái gói thầu thi công hạ tầng. Và trong quá trình thi công thì phải từng giai đoạn bị gián đoạn do là cái hạn chế cái đường vận chuyển. Sau khi thời gian đầu thì thi công đã cố gắng, điểm này là đang đẩy nhanh cái nhân công thiết bị để mà hoàn thành công trình theo đúng cái thời gian hợp đồng. 271 tỷ 613 triệu đồng vốn đầu tư công được thành phố Cần Thơ phân bổ cho 83 công trình dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều trong năm 2023. Trong đó tập trung vốn cho 30 công trình hoàn thành chờ quyết toán và chuyển tiếp hoàn thành, 19 công trình chuyển tiếp và 11 công trình khởi công mới cần thiết, bức xúc.
Sau 3 tháng đầu năm thì quận đã tập trung triển khai là đã giải ngân được là khoảng 24,7% cái tỷ lệ vốn xây dựng cơ bản năm 2023. Quận cũng chỉ đạo cho các cái hội đồng giải phóng mặt bằng các cái dự án là phải đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giải ngân cái vốn xây dựng cơ bản năm 2023 đạt được theo cái kết quả mong muốn. Và cái nữa đó là ổn định cái tình hình tái định cư và cái chỗ ăn, chỗ ở cho người dân cho sau khi các dự án hoàn thành. Và đặc biệt là phải đảm bảo được cái chất lượng của các cái công trình, các cái dự án đang thi công để đưa vào hoạt động đảm bảo theo cái quy định. Với những chính sách đúng đắn trong giải phóng mặt bằng, bồi hoàn, tái định cư, cùng với sự nỗ lực quyết tâm đảm bảo tiến độ giải ngân và thi công các công trình, dự án, sẽ góp phần để Ninh Kiều sớm hoàn thành công tác xây dựng cơ bản trong năm 2023. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, sáng nay các tổ công tác thuộc Công an thành phố gồm Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội và Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, Công ty F88 trên địa bàn. Tại thành phố Cần Thơ, Công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B Cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy. Trên địa bàn quận Ninh Kiều, công ty F88 có 4 địa điểm kinh doanh, gồm số 118/4, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, số 331A, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, số 111, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, số 136, đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế. Các tổ công tác thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an, kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất, vân vân. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, với thời đại số như hiện nay, thông qua các thiết bị có kết nối Internet, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm và mua sắm hàng hóa thông qua các ứng dụng mua hàng trực tuyến. Hàng hóa thì đa dạng, lựa chọn cũng nhanh chóng, phương thức thanh toán linh hoạt và còn có rất nhiều ưu đãi nữa. Tuy nhiên, an toàn khi lựa chọn, thanh toán hay là sử dụng sản phẩm vẫn nên được người tiêu dùng quan tâm nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Chỉ với vài phút, chị Nguyễn Thị Thúy An đã hoàn thành việc mua sắm món đồ cần mua trên một cửa hàng kinh doanh trực tuyến và sẽ nhận hàng tại nhà thay cho việc phải di chuyển ra ngoài để mua sắm. Theo chị Thúy An, có đến 80% các sản phẩm tiêu dùng hiện nay được chị mua sắm từ các sàn thương mại điện tử. Đầu tiên là nó rẻ hơn ngoài shop trên thị trường. Còn cái tiêu chí thứ hai là nó có thể tiện cho việc đi lại, nếu mà không có đi ra ngoài được, cái thời gian trống ít thì có thể là mua hàng online nhiều hơn. Theo sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022, tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến là gần 75%, trong đó quần áo, giày dép và mỹ phẩm là những hàng hóa được mua nhiều nhất. Tiếp đến là thiết bị đồ dùng gia đình, đồ công nghệ và điện tử. Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm đa dạng về hàng hóa, giá cả cạnh tranh, nhiều chương trình khuyến mãi, việc giao hàng theo lịch đặt, thì người tiêu dùng cho rằng việc mua hàng trực tuyến vẫn có những rủi ro. Có nhiều khi mình cũng sẽ tìm qua một cái cửa hàng khác, không phải là cửa hàng của mình thường mua, thì để mình coi cho nó có thể có sự thay đổi giá hay gì đó để mình so sánh. Nhưng mà nhiều khi thì tiền nào của đó thì giá mà rẻ hơn thì về thì chất lượng không có bằng. Mong muốn là sẽ không có những cái người tham lam tạo ra những cái app để lừa đảo mọi người. Với pháp luật Việt Nam sẽ nghiêm khắc hơn vào những cái vấn đề đó để cho mọi người được yên tâm mua trên những cái ứng dụng online. Theo khuyến cáo, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng từ những trang thương mại điện tử uy tín, có lịch sử bán hàng lâu dài và cần kiểm tra thông tin đơn hàng được nhận để tránh việc nhận hàng không đúng với sản phẩm đã đặt mua. Đặc biệt, tuyệt đối không được cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai. Và những hình ảnh vừa rồi cũng là điểm kết trong chương trình thời sự tối nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.